Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV. Chúng ta đang học và ôn tập về câu lệnh SQL. Đây là bài số 23. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về toán tử like và wildcard trong SQL các bạn nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần này luôn. Khi mà chúng ta gọi câu lệnh select để các bạn lọc được dữ liệu từ những cái table và chúng ta có những cái cột. Và cột đó nó có giá trị là test đó các bạn. Thì thông thường á, là ít khi nào mà chúng ta tìm ra cái giá trị mà nó đúng hoàn toàn 100%. Thì chúng ta có một cái từ khóa, đó là từ khóa like. Thì cái toán tử này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta là tìm những cái giá trị gần giống với cái giá trị mà chúng ta cần tìm. Thì cái toán tử like á, nó sẽ được hỗ trợ bởi hai cái ký tự mà chúng ta thường xuyên sử dụng, đó là cái dấu phần trăm và thứ hai là cái dấu xếp gạch. Cái dấu phần trăm á thì nó sẽ là đại diện cho một ký tự, còn cái dấu xếp gạch á là nó sẽ đại diện, xin lỗi, cái dấu phần trăm thì nó sẽ đại diện cho nhiều ký tự, còn cái dấu xếp gạch thì nó sẽ đại diện cho một ký tự. Đó, thì để mà hiểu rõ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng nhau cùng với mình đi vào cái phần là gõ những câu lệnh để chúng ta hiểu rõ về cái toán tử like các bạn nhé. Thế thì đầu tiên nè, mình sẽ run một cái câu lệnh select thông thường, đó là select sao from sinh viên. Thì các bạn thấy rằng đó là toàn bộ những thông tin của các bạn sinh viên được hiển thị ra ở đây. Các bạn thấy chưa ạ? Đó. Và bây giờ á thì bây giờ mình có thể gõ một câu lệnh khác như thế này. Select sao from sinh viên where tên tên bằng bằng Thảo. Đúng không? Rồi, quay tên bằng Thảo. Thì các bạn run như thế này thì các bạn sẽ lấy ra được một cái bạn sinh viên là Lê Nhật Thảo ra đây như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Nhưng mà thông thường á, cái tên của chúng ta, các bạn có thể thấy rằng là trong một cái họ và tên á, thì ít khi nào mà chúng ta tìm tên nó hoàn toàn đúng ra như thế này, mà chúng ta sẽ tìm dựa trên những cái quy tắc, ví dụ như là nó có chứa những ký tự nào đó. Thì bây giờ mình có một cái câu lệnh đơn giản là mình sửa lại một chút, đó là mình muốn tìm ra những cái bạn nào có tên bắt đầu bằng chữ TH là chữ thờ á, thì làm sao để chúng ta có thể làm được cái thao tác đó. Thì bây giờ ở đây nè, cái chữ tên này nè, chúng ta sẽ không sử dụng dấu bằng nữa mà các bạn sẽ sử dụng cái từ khóa là like, LIKE, like. Thì bây giờ những cái bạn nào mà có tên bằng chữ thờ đúng không, thì các bạn sẽ đánh vào đây cho mình bằng cái dấu phần trăm, có nghĩa là bắt đầu bằng TH và phía sau đó là bất kỳ một cái giá trị nào cũng được, giá trị nào cũng được hết nhé. Bây giờ mình run thử cho bạn xem. Thì cái câu lệnh này nè, select sao from sinh viên where tên like TH phần trăm. Thì các bạn thấy rằng đó là ở đây nó sẽ có hai cái bạn, một bạn là Thảo, một bạn là Thúy Thủy, thì cả hai bạn này đều bắt đầu bằng chữ TH hết. Thì các bạn thấy chưa, cái sự lợi hại của câu lệnh like là nó tìm ra những cái thằng nó có cái giá trị gần giống với cái theo một cái quy tắc mà chúng ta đặt ra. Cái test đó đó nó sẽ chứa những cái gì và nó không chứa những cái gì, hoặc là nó bắt đầu bằng cái gì và nó và khúc sau thì chúng ta không cần quan tâm tới. Tương tự như vậy thì các bạn có thể là tìm kiếm ra những cái bạn sinh viên mà nó có kết thúc tên là bắt đầu bằng chữ N chẳng hạn. Thì kết thúc bằng chữ N thì các bạn phải là phần trăm N, có nghĩa là phía trước này nè nó là cái gì cũng được, còn phía sau này nó phải là chữ N. Thì các bạn trên thử nè, các bạn sẽ thấy nè, ở đây á sẽ có ba bạn có tên là An, Yến, An là bắt là có nó kết thúc bằng chữ N. Các bạn hiểu kịp chưa ạ? Đó. Thì cái dấu phần trăm này nè, nó sẽ đại diện cho bất kỳ những ký tự nào phía trước nó. Một ký tự cũng được, hai ký tự cũng được, ba ký tự cũng được. Rồi, bây giờ thì mình thay đổi một chút xíu. Đó là cái câu lệnh like á, thì mình thay vì mình sử dụng cái dấu phần trăm, thì cái thằng này nè, các bạn sẽ nhìn thấy nha. Mình sẽ cho nó là thành cái dấu xếp gạch. Cái dấu xếp gạch là cái wildcard theo dạng là nó đại diện cho một ký tự thôi. Một ký tự. Thì các bạn thấy á, nếu mà phần trăm N, thì ở đây nó ra là An, Yến, An. An là có hai ký tự, Yến là có ba ký tự, An là có hai ký tự. Còn nếu thì cái phần trăm N này nó sẽ ra kết quả như thế này. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái câu lệnh bên dưới này xem coi nó ra kết quả thế nào nhé. Đây các bạn sẽ thấy nè, cái thằng này nó chỉ ra hai cái tên là Trần Văn An và Lâm An thôi. Vì sao? Vì cái câu lệnh cuối cùng này nè, các bạn thấy rằng là ở đây nó là xếp gạch, mà xếp gạch thì nó chỉ nhận vô một ký tự bất kỳ, một ký tự bất kỳ. Cái xếp gạch này nó nhận vô một ký tự bất kỳ nhé.
Rồi, các bạn thấy rất là dễ hiểu đúng không ạ? Tương tự như vậy thì bây giờ các bạn có thể là bắt đầu bằng một cái ký tự gì đó và kết thúc bằng một cái từ nào đó. Bây giờ ví dụ mình cho những cái tên bắt đầu bằng chữ T và kết thúc bằng chữ N thì các bạn sẽ ghi như thế này: T phần trăm N. Đó, các bạn thấy chưa? Giờ mình run thử xem có bạn nào nó thỏa mãn điều kiện không? À không có bạn nào thỏa mãn điều kiện hết. Thì bây giờ mình sẽ thêm xem có các bạn nào là bắt đầu bằng chữ N đi, bắt đầu bằng chữ N và ở giữa là cái gì cũng được và sau đó nó kết thúc bằng chữ G. Thì các bạn run thử cái câu lệnh này thì các bạn sẽ thấy rằng là có một bạn sinh viên nó đáp ứng được cái điều kiện này, đó là bạn Nương. Bạn Nương là có cái tên là bắt đầu bằng chữ N và khúc giữa này á là bao nhiêu ký tự cũng được, ký tự gì cũng được cả và kết thúc nó là chữ chữ G. Đó các bạn hiểu kịp chưa ạ? Rất là dễ ha các bạn, rất là dễ luôn. Rồi, phần trăm là đại diện cho nhiều ký tự, xếp gạch là đại diện cho một ký tự. Thế thì cái câu lệnh like này nè, thông thường là các bạn sẽ sử dụng cho những cái cột mà nó có dữ liệu là test các bạn nhé. Những cột mà dữ liệu là test. Ví dụ mình cho một các bạn một vài cái ví dụ khác nhé. Đó là các bạn sẽ tìm cho mình xem, đây là cái môn học đi. Mình sẽ đi vào cái phần môn học. Thì môn học hiện giờ là mình có là để mình xem coi có cái nào nó nhiều một chút không. Nhân viên đi, ở đây mình có nhân viên đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tìm xem những cái nhân viên nào nó có họ điểm là bắt đầu bằng chữ Nguyễn chẳng hạn, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đây, bây giờ ha, mình select nè, sao from nhân viên, rồi các bạn sẽ where, where cái họ điểm like, like thì thế này các bạn sẽ đánh vào chữ Nguyễn, các bạn không cần dấu nha các bạn, Nguyễn là các bạn chấm phẩy như thế này. Thì ở đây là các bạn thấy mình có cái dấu phần trăm nè, có nghĩa là cái gì phía sau này cũng được hết. Thì các bạn run như thế này các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ lôi ra được hai cái bạn nhân viên là Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thị Vân đó. Ok rồi, các bạn thử gõ lại những câu lệnh select mà liên quan tới cái toán tử like nha các bạn, và các bạn cố gắng sử dụng cái phần trăm và cái dấu xếp gạch như thế này. Với MySQL á, thì nó chỉ có hai cái wildcard này là chính thôi. Tuy nhiên các bạn sử dụng những cái hệ quản trị cơ sở liệu khác, ví dụ như SQL Server thì nó sẽ có một số cái cấu trúc là liên quan tới cái wildcard nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Mình nhắc lại một chút xíu, đó là câu lệnh like thì nó sẽ tìm kiếm cho chúng ta những cái test mà nó thỏa theo một cái công thức của chúng ta có sẵn, ví dụ là bắt đầu bằng ký tự gì đó rồi phía sau là cái gì cũng được, hoặc là kết thúc bằng một ký tự, hoặc là bắt đầu và kết thúc bằng những ký tự gì đó. Rồi ở giữa này là những ký tự đại diện. Thì phần trăm là đại diện cho nhiều ký tự và xếp gạch á, một cái dấu xếp gạch thì nó là đại diện cho một ký tự. Ok, chịu khó gõ lại những câu lệnh này để hiểu một cách rõ ràng và một cách sâu sắc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này. Rất mong các bạn sẽ đăng ký kênh, like video và sẽ comment cho mình những câu lệnh mà các bạn gõ lại được trong cái phần mô tả video, trong cái phần comment của video nhé. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip tiếp theo nha. Xin chào.